Tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA, cơ hội phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam sau cú sốc COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế thương mại của Việt Nam trong thời gian qua. Về thương mại, đến hết tháng 5 năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước giảm 2,8%, trong đó xuất khẩu giảm 0,9% và nhập khẩu giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA khi đi vào thực thi sẽ giúp tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam phục hồi và phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Với EVFTA, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường đến gần 460 triệu dân với GDP bình quân hơn 35.000 đô la Mỹ với mức thuế bằng không ngay từ thời điểm hiệp định có hiệu lực cho hơn 85% số dòng thuế. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn có thể tham gia các chuỗi cung ứng mới thay thế cho các chuỗi cung ứng truyền thống vốn đang bị đứt đoạn hoặc đình trệ do dịch COVID-19, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa hơn thị trường xuất nhập khẩu, giảm sự lệ thuộc vào một nhóm thị trường nhất định. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng cho rằng, để hiện thực hóa các cơ hội, chính phủ và các doanh nghiệp còn khá nhiều việc phải chuẩn bị. Về phía chính phủ, các bộ ngành và các cơ quan liên quan cần nhanh chóng hoàn tất kế hoạch thực thi cũng như ban hành các văn bản pháp luật cần thiết, đồng thời tăng cường công tác đối thoại, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn về phía các doanh nghiệp, cần chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng nội dung về hiệp định, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, tài lực cũng như các điều kiện cần thiết khác để có thể đáp ứng được các yêu cầu không chỉ của hiệp định mà của cả thị trường EU.